Vào khoảng 11 giờ 27 phút trưa ngày 4 tháng 11, Tiêu Chiến rời khách sạn để đi làm việc với đoàn làm phim. Hôm nay không có nhiều cảnh quay của anh ấy, có lẽ Tiêu Chiến sẽ tan làm sớm. Tiêu Chiến rất chăm chỉ làm việc, lâu rồi tôi không thấy anh ấy nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Nếu không có cảnh quay trên phim trường, thì Tiêu Chiến sẽ dành thời gian trống để quay phim chụp ảnh cho các thương hiệu, hiếm khi anh ấy dành cho mình thời gian nghỉ ngơi. Mới đây tìm kiếm nóng mới đã đến, Tiêu Chiến bị ốm khi đang chụp ảnh ở Milan. Tiêu Chiến người không bao giờ yêu cầu sự thông cảm khi bị bệnh. Trước khi người hâm mộ kịp nhận ra Tiêu Chiến đang có vấn đề về sức khỏe, thì đó là lúc anh ấy đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Người hâm mộ chỉ biết tới điều đó khi người thứ ba tiết lộ. Nhà quay phim quảng cáo của TOS Milan đã chia sẻ cảnh quay từ buổi chụp hình. Các nhiếp ảnh gia chia sẻ kinh nghiệm của họ về buổi chụp ảnh của Tiêu Chiến ở Milan. Họ nói rằng những ngày đó lịch trình của Tiêu Chiến rất dày đặc và anh ấy đã bị ốm, Tiêu Chiến bị cảm, nhưng anh ấy vẫn kiên trì hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Tại tuần lễ thời trang Milan khi đó, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng tuyệt vời đến mức không ai nhận ra rằng anh ấy đang bị ốm. Chuyến đi 2 ngày của Tiêu Chiến tới tuần lễ thời trang Milan với lịch trình dày đặc, chen chúc tại sân bay, múi giờ thay đổi, thời tiết mưa và lạnh giá. Một chuyến công tác tất bật, nhưng Tiêu Chiến đã hoàn thành nó rất hoàn hảo. Tiêu Chiến là người luôn có trách nhiệm trong mọi công việc. Tính chuyên nghiệp và trách nhiệm luôn được anh ấy đặt lên hàng đầu. Đó là lý do Tiêu Chiến luôn hoàn thành rất tốt công việc của anh ấy. Trong sự nghiệp của mình, Tiêu Chiến làm việc và phấn đấu với tinh thần cầu tiến và nghiêm túc phấn đấu hoàn thiện bản thân. Cảm ơn Tiêu Chiến đã luôn làm việc hết mình và mang tới cho người hâm mộ những tác phẩm hay và năng lượng tích cực nhất. Phao